Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Table Tennis Review. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với kỹ thuật giật bóng thuận tay. Đây cũng là kỹ thuật bóng bàn rất phổ biến và quan trọng. Và làm thế nào để có cú giật bóng uy lực và chuẩn xác? Xin mời các bạn hãy theo dõi qua video này nhé. Đầu tiên, đối với cách cầm vợt, chúng ta cầm vợt thoải mái, không bị lệch quá về bên nào. Để xem chi tiết, các bạn có thể xem lại bài đôi công chúng mình đã hướng dẫn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tư thế chuẩn bị của động tác giật phải. Chân trái vẫn đứng hướng về phía trước, chân phải mở ra một góc 45 độ, thấp bằng một nửa chân trái. Thấp trọng tâm, người hướng về phía trước. Ở động tác giật phải, chúng ta cũng chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị. Các bạn hạ thấp vai phải một chút, trụ vào trọng tâm là chân phải và xoay ra phía sau 45 độ, sao cho cánh tay song song với đầu gối. Tiếp đến là giai đoạn đánh bóng. Chúng ta chuyển trọng tâm từ chân phải đẩy qua chân trái, xoay đầu gối, xoay lườn và xoay vai đồng nhất. Khi quả bóng nảy lên cao nhất, chúng ta gập vào đầu bóng, kết hợp cả 3 lực. Ở giai đoạn tiếp xúc bóng, khi bóng đạt đến điểm cao nhất, chúng ta sẽ dùng lực cánh tay tiếp xúc vào đầu bóng, sao cho điểm tiếp xúc ở phía trên của vợt và góc độ mặt vợt tầm 40 đến 50 độ. Gia tốc cánh tay gấp đẩy về phía trước. Vị trí kết thúc, vợt sẽ ở đuôi mắt bên trái và ở phía trước mặt. Để cú giật trở nên hiệu quả, có hai điểm các bạn phải lưu ý. Lưu ý đầu tiên đó chính là chúng ta nên tiếp xúc bóng khi bóng ở phía trước, kết hợp lực gập cánh tay gia tốc nhanh và thở ra khi tiếp xúc bóng. Đến với lưu ý thứ hai, đó là chúng ta nên xoay ra điểm bắt đầu một cách thả lỏng và thoải mái. Không nên quá nhanh. Khi xoay ra điểm bắt đầu, hít vào, chuẩn bị hơi thở để cho cú giật.
Vậy là video hướng dẫn giật bóng thuận tay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ấn subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Mình là Tùng tới từ Table Tennis Review. Xin chào và hẹn gặp lại.